Xin chào mọi người đã đến với kênh An Channel. Thì hôm nay mình có một cái chia sẻ nhỏ thôi cho mọi người có thể là biết là chưa biết cũng được. Thì hôm nay nhà mình có đi dạo và đi vào TH để mua. Thực sự nhà mình là cái khách gọi là rất là trung thành với TH từ lâu rồi. Từ uống sữa chua này, kem này, cho đến trà uống, rất nhiều những sản phẩm đến từ TH vì rất lâu rồi. Đây, nói thì có vẻ hơi lằng nhằng nhưng mà đây ngày 23/3/2023 nha, địa chỉ mình ghi rõ đây, điện thoại TH Chu Miu, khách vãng lai. Hóa đơn buổi tối ngày hôm nay tại cái thời điểm mình đang quay vlog này là mình trả 700.000, thừa 61.000, tổng giá trị là 638.000, thuế các thứ thì mình không nói nhá. Có cái phần ở đây mọi người xem này, kem quế này, trà này, sữa tươi ít đường này, Miu 180ml này, tức là hộp này đấy ạ. Thì ở đây này họ bán này 435.600 đồng, trong khi giá mình mua ở ngoài nó chỉ dao động từ 410-420, tức là ở đại lý chính hãng lên tận 15.000. Mọi người thấy kinh khủng không? Đấy. Trong khi mình ủng hộ rất là nhiều. Không vứt rồi hết rồi. Ủng hộ rất là nhiều những cái sản phẩm từ đến từ TH Chu Miu. Thật sự mình thấy rất là thất vọng, trong khi mình lên tận chính gốc những chi nhánh của TH mở mà so với người ta bỏ buôn sự TH đến những cái đại lý cấp 1, cấp 2 mà giá còn mua tận gốc mà còn đắt hơn cái giá mua bình thường. Đấy, mình có một cái nhận xét ngắn gọn vậy thôi, tương tự mọi người có thể tham khảo, chứ mình cũng không nói dối hay là được lợi ích gì từ cái này. Rồi, rất cảm ơn mọi người xem cái vlog của mình ngày hôm nay, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ An Channel. Và mình mong muốn của mình là chia sẻ những cái kinh nghiệm, cái điều mình hiểu biết cho đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái vlog tiếp theo. Đó, TH thật sự thất vọng.